hiểu hơn về phòng nghiên cứu và phát triển tại công ty bên Mỹ. Phòng nghiên cứu và phát triển là một trong những bộ phận trọng điểm được ban lãnh đạo công ty bên Mỹ dành nhiều tâm huyết đầu tư lâu dài. Các hoạt động nghiên cứu cho phép bên Mỹ đánh giá đúng kết quả trị liệu và hiệu quả kinh tế của các sản phẩm, máy móc, thiết bị, quy trình spa, từ đó đưa ra chiến lược phân phối sản phẩm phù hợp cũng như những giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp kinh doanh spa, góp phần thúc đẩy ngành spa Việt Nam ngày càng phát triển. Chức năng của Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vin Mỹ. Hiện nay, Phòng Nghiên cứu và Phát triển tại Vin Mỹ gồm những chức năng sau. 1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ. Hiện nay, máy thẩm mỹ là thiết bị không thể thiếu ở bất kỳ spa nào. Một số loại hỗ trợ sản phẩm, mỹ phẩm spa thẩm thấu nhanh vào da. Một số loại có khả năng xuyên thấu, tác động sâu vào các hệ cơ quan bên trong cơ thể. Một số loại kết hợp nhiều chức năng giúp đẩy nhanh quy trình, giảm sức lao động của đôi tay, gia tăng hiệu quả trị liệu. Với những công dụng đó, trong mỗi liệu trình spa có thể sử dụng một loại chuyên biệt hoặc linh động phối hợp nhiều loại máy thẩm mỹ. Ngoài ra, các loại máy thẩm mỹ cá nhân, thiết bị spa tại nhà cũng đang dần được phổ biến tại Việt Nam. Sau nhiều năm kinh doanh và phân phối máy thẩm mỹ, thiết bị spa, bên Mỹ nhận thấy ở nước ta chưa có doanh nghiệp nào sản xuất mặt hàng này. Toàn bộ máy móc làm đẹp trên thị trường đều phải nhập từ nước ngoài. Nguyên lý hoạt động thế nào, công nghệ ra sao, hiệu quả tới đâu, chúng ta đều dựa trên hướng dẫn sử dụng tài liệu spa, thông tin từ nhà cung cấp. Hiểu rõ tầm quan trọng của máy thẩm mỹ, thiết bị spa, ban giám đốc công ty Vin Mỹ đã đưa ra quyết định phải nghiên cứu làm rõ nguyên lý hoạt động, đánh giá tác dụng và độ an toàn của các công nghệ mới lạ, thử nghiệm, kiểm tra hiệu quả trị liệu để nhập về và phân phối các dòng sản phẩm, máy móc an toàn, phù hợp với cơ địa người Việt Nam và mang lại hiệu quả trị liệu tối ưu. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ là một quá trình mất khá nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Tuy nhiên, dù không trực tiếp sản xuất nhưng bên Mỹ cho rằng đây là trách nhiệm cần có của một doanh nghiệp trước khi phân phối bất kỳ một sản phẩm, máy móc nào sử dụng trực tiếp trên cơ thể con người. Vẫn có nhiều lý do cho rằng phòng nghiên cứu và phát triển công nghệ bên Mỹ hoạt động không công. Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin, tâm huyết của tập thể bộ phận nghiên cứu và phát triển cũng như những người lãnh đạo công ty sẽ được ghi nhận xứng đáng. 2. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Khác với các bộ phận nghiên cứu và phát triển khác của các công ty mỹ phẩm thường nhằm mục đích ra đời sản phẩm mới mang thương hiệu độc quyền, bộ phận nghiên cứu và phát triển của bên Mỹ cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng đầu là nghiên cứu đánh giá hiệu quả cũng như mức độ an toàn của các sản phẩm spa, mỹ phẩm mà chúng tôi đóng vai trò phân phối. Nhiệm vụ thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là nghiên cứu phát triển rộng rãi các dòng sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên phù hợp với làn da của người Việt Nam. Đối với nhiệm vụ thứ nhất, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ đã hoàn thiện các bản đánh giá của hơn 738 sản phẩm mỹ phẩm spa do chúng tôi phân phối. Ngoài việc mang đến những thông tin cần thiết giúp khách hàng và các spa sử dụng sản phẩm đúng cách, những thành quả này cũng góp phần không nhỏ cho công tác tư vấn, bán hàng của công ty. Đây là điều mà chúng tôi rất tâm đắc vì vừa đạt được lợi ích của khách hàng, vừa đạt được lợi ích của công ty. Đối với nhiệm vụ thứ hai, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên Mỹ hiện đã nghiên cứu thành công và cho ra thành phẩm một số loại dầu massage thảo dược, mũ tắm, kem tẩy tế bào chết chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng có thể phát triển thêm các loại mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc da và các sản phẩm trị liệu spa đầy hiệu quả. Theo đúng chiến lược ban đầu hướng đến phổ biến rộng rãi các dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, bên Mỹ quyết định không giữ độc quyền. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao, sản xuất theo yêu cầu của các spa hoặc hướng dẫn khách hàng pha chế đơn giản, đáp ứng nhu cầu thực hiện spa tại nhà. Nghiên cứu và phát triển quy trình dịch vụ. Mặc dù ngành spa Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển, thị trường còn rất rộng lớn, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trước tình hình đó, dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất tạo nên lợi thế của một spa so với các spa còn lại. Vì vậy, mỗi spa phải có những dịch vụ chủ lực phù hợp với trào lưu thẩm mỹ viện
hiện tại và thu hút được lượng khách hàng đến với họ. Đồng thời, spa muốn tồn tại bền vững thì doanh thu từ dịch vụ cần đảm bảo đủ bù chi phí và tạo ra lợi nhuận. Chính vì thế, ngay khi nắm được công nghệ và sản phẩm, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ lập tức nghiên cứu và phát triển quy trình dịch vụ mới với mục tiêu đem lại kết quả trị liệu tốt nhất và hiệu quả kinh tế tối ưu. Để đạt được mục tiêu ấy, các nhân viên Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ được khuyến khích đi theo hai hướng chính. Một là nghiên cứu các quy trình dịch vụ sẵn có để phát triển thành quy trình dịch vụ mới. Hai là chủ động đề xuất các quy trình dịch vụ mới hoàn toàn, chưa hề xuất hiện trên thị trường, dựa trên cơ sở nguyên lý hoạt động của máy thẩm mỹ và tác động của sản phẩm spa. Thời gian đầu còn lạ lẫm và gặp nhiều khó khăn. Được ngũ nghiên cứu và phát triển Vinh Mỹ đã duy trì học tập, học hỏi, kết hợp các phương pháp trị liệu tiên tiến, liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng, trào lưu spa mới với nỗ lực không quản ngày đêm. Đến nay chúng tôi đã cho ra đời hàng trăm quy trình dịch vụ độc đáo, mang lại hiệu quả cao. Hàng tuần, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu quy trình dịch vụ mới tại phòng demo, chi nhánh 38 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Ngoài ra, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ còn tiến hành hợp tác, thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm các quy trình dịch vụ mới với các đối tác chiến lược. Đồng thời, chúng tôi cũng tham gia vào quá trình đào tạo chuyên viên thực hành máy thẩm mỹ, thiết kế dịch vụ, phân tích, đánh giá quy trình dịch vụ, tư vấn giải pháp cải tiến dịch vụ theo yêu cầu riêng của các spa. Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ phối hợp chặt chẽ với các phòng ban bộ phận khác. Ngoài các chức năng chính nêu trên, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban tổ chức khác. Đối với ban giám đốc, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ đóng vai trò tham mưu, chiến lược trong kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, tư vấn sản phẩm chủ lực, đề xuất các ý tưởng thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoặc bổ sung tính năng mới cho sản phẩm. Đối với phòng marketing, PR, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ luôn trao đổi kết quả đánh giá sản phẩm để bộ phận marketing PR cung cấp thông tin chính xác đến khách hàng, phối hợp đánh giá nhu cầu, trào lưu thẩm mỹ để lựa chọn nghiên cứu ra các sản phẩm phù hợp, phối hợp tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, đồng thời hỗ trợ bộ phận này trong công tác thiết kế, đóng gói sản phẩm do Vinh Mỹ sản xuất. Trong thời gian tới, khi hoạt động sản xuất sản phẩm, mỹ phẩm spa được mở rộng, Vinh Mỹ dự định bổ sung thêm chức năng nghiên cứu phát triển bao bì, vì chất liệu bao bì và kiểu dáng bao bì ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của mỹ phẩm thiên nhiên, đặc biệt là các sản phẩm chứa tinh dầu. Vinh Mỹ hy vọng có thể sớm hội tụ đủ tiềm lực và nhân sự để phát triển hoạt động này. Đối với phòng tư vấn, bán hàng và phòng kinh doanh, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm, trang thiết bị, tập huấn cho các thành viên thuộc hai phòng trên cách sử dụng máy móc, tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Đối với phòng điều phối, Phòng Nghiên cứu và Phát triển Vinh Mỹ hỗ trợ các thành viên thuộc phòng này trả lời, hỏi đáp về cấu tạo máy móc, nguyên lý hoạt động, hướng dẫn sử dụng, giải pháp khiếu nại, đề xuất phương hướng xử lý. Hoạt động trong lĩnh vực spa từ năm 2006, Vinh Mỹ đã có những đóng góp nhất định trong quá trình phát triển của ngành spa và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tại nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Năm 2009, Vinh Mỹ hân hạnh được Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn là một trong 18 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm dịch vụ làm đẹp. Sự tín nhiệm của khách hàng là nguồn động lực to lớn giúp Vinh Mỹ ngày càng hoàn thiện hơn, phấn đấu mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp vững mạnh trong lĩnh vực spa. Đó cũng chính là mục tiêu mà Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty Vinh Mỹ luôn hướng đến. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ Vinh Mỹ trong suốt thời gian qua.